Lâu lắm chúng ta mới có được những giây phút ngồi với nhau như thế này, phải không? Thành thử ra xin đại chúng, trời nóng như thế này thì rất dễ buồn ngủ. Thời xin quý vị đừng có ngủ, lâu lâu nhéo mình cái. Nói cái chuyện nhéo, hồi nãy Pháp Hòa bị nhéo cái muốn chết. Có một cô Phật tử của lên của đứng chụp hình, chụp xong cô chụp cái tay mình, nói, trời ơi người thiệt đây rồi. Xong cái câu thứ hai của nó, trời ơi cứ muốn chết. Cổ mới vừa quay lưng chứ cổ nhớ trực là có sai lệch để nhéo một cái đó. Thế là cổ nhéo ngay tay một cái. Pháp Hòa nghĩ trong bụng mà cái này mà kể ra chắc mai mốt bị nhéo khả đã luôn. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm một cái việc gì á, nó phải cần có những nhân duyên hội đủ mới có thể làm được. Ví dụ mình muốn đi tu học nhưng mà mình thiếu một cái điều kiện về sức khỏe thì mình không đi được. Mình có sức khỏe, có thời gian nhưng mà gia đình mình cần sự giúp đỡ của mình cũng không đi được. Rồi hoặc là bây giờ mình có sức khỏe, mình có thời gian, mình có hoàn cảnh, nhưng cái nơi mà mình muốn đi xa quá đi không được. Hoặc là ở không có nơi nào tổ chức, mình cũng không đi được. Cho nên cái việc gì mình có, mình làm được á, nó phải nói tới cái nhân duyên chứ không phải là bình thường. Thì trước hết đó là nói về thời nhân duyên. Thời là gì? Là thời gian. Thời gian cho phép. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình muốn tu tập, nhưng mà cái mức độ mà chúng ta đang ở đây, đang chiến tranh, đang khủng bố, thì mình cũng không có thể nào ngồi yên mà nghe pháp mà tu được, có phải không? Phải nói tới thời nhân duyên. Ngày hôm qua Pháp Hòa có một buổi sinh hoạt với quý Phật tử ở một tư gia. Thì khi mà sắp sửa, xin lỗi, chiều mới bắt đầu chương trình, thì sáng hôm đó ở khu vực đó đã xảy ra một tai nạn. Đó là một ông cụ 82 tuổi bị ám sát. Thì thưa đại chúng, thì lúc đó là bao vây tất cả khu vực đó, không ai được đi vào trong khu vực đó hết. Cuối cùng á, mình phải đi qua một con đường rất là xa phía sau, rồi đi vô bằng cái đường cửa hẻm mà nó cái chỗ đó giống như là cái chỗ mới mở sao. Pháp Hòa đùa, Pháp Hòa nói chắc bữa nay pháp sư đi cửa sau. Đi thuyết pháp Chợ Đen. Khi mà nếu như mà may mắn là còn một cái chỗ đó để mình đi tới. Nếu mà nó bao vây hết mà họ không cho mình đi vào trong khu vực đó, chắc có lẽ mình cũng không thực hiện được cái chương trình tối hôm qua. Như thế thì mình thấy rằng cái thời nhân duyên nó cũng quan trọng lắm. Vậy thì chúng ta nghiệm lại, chúng ta mặc dù đang có tuổi nhưng mà sức khỏe mình chưa đến nỗi tệ đến mức là mình không thể ngồi niệm Phật mà tu được. Mà khi chúng ta làm một việc gì mà thiếu cái hoàn cảnh cho phép thì chúng ta cũng không thể làm được. Cho nên nếu mà nói về thời thì chúng ta phải nói tới những cái thời gian. Nếu mà ở một cái hoàn cảnh mà nó nhiều cái xấu, nhiều cái tai ương thì chúng ta cũng không thực hiện được cái ước nguyện của mình. Nói như vậy để chúng ta quán chiếu và chúng ta thấy rằng chúng ta làm được một việc gì, dù lớn dù nhỏ mà có thành công, thì chúng ta phải nhận được một điều rằng vấn đề thời nhân duyên, đó là thời gian cho phép. Ví dụ như hôm nay nóng không? Nhưng mà so ra nóng như mưa chọn nè. Hôm nay tuy nó nóng nhưng mà nó khô ráo, mình dễ sinh hoạt hơn. Nếu mà nó mưa dầm về rồi dột rồi ướt thì có lẽ nãy giờ mình cũng tán loạn chứ không thể ngồi yên như thế này được.
nóng thì mình có thể mình cầm quạt được, chứ còn nếu mà vừa ướt thì mình phải lo chạy thôi, tại vì mình sợ bệnh, không? Mà cũng không thể sinh hoạt được. Cho nên nói tới công việc làm thì trước hết chúng ta phải nói tới thời nhân duyên, mà trước hết là thời điểm mà chúng ta tu đây không rơi vào những cái thời điểm khó khăn. Có Hòa nhớ có năm hình như năm 1999 hay nhiêu của Hòa quên rồi, thì ở đây có một khóa tu, lúc đó là khóa tu xuất gia ở tổ chức ở trên Kim Sơn, thì có Hòa thượng Làng Mai qua hướng dẫn rồi. Nhưng mà lúc đó đang cháy rừng thì lửa nó lan dần tới gần tu viện Kim Sơn luôn. Và lúc đó Chư Tăng Ni phải tản cư, di cư vào chùa Đức Viên để mà sinh hoạt. Thì quý vị thấy, nếu như mình muốn làm một cái việc mà cái thời gian như nó không đúng, đang tu hành thì có những thiên tai xảy đến, thì mình cũng phải lo cứu gói mình chạy. Vậy cho nên á, an cư á, là mình ở yên một chỗ, phải không? Cho nên người xưa dọn vô nhà rồi á, thì mình luôn luôn mong mỏi mình an cư lạc nghiệp, ở yên chỗ đó để mình thành tựu được những sự nghiệp mà mình mong muốn. Thì bây giờ mình tu cũng vậy. Bây giờ ví dụ như mình ở trong nhà mình tụng kinh, mà cái thời gian mỗi lần mình tụng á, là chuyện này chuyện kia nó xảy ra, con cái nó mở nhạc rồi nó dẫn bạn về, nó la, nó ghét, nó chơi rần rần, mình cũng không có tụng kinh yên được. Cho nên giây phút nào mình có được khoảng thời gian mình tu tập thì mình biết rằng đây là cái phước của mình. Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy rằng á, cái việc mà chúng ta làm được một chút thiện duyên lành nào trong đời này không phải là cái chuyện bình thường. Để mà chúng ta đừng có lãng phí, đừng có xem thường, rồi chúng ta mất đi cái cơ hội tu tập. Ngay thời điểm này mà không lo tu, mà 5 năm nữa mà tu thì chắc hơi khó, mà tại 5 năm nữa nó già hơn rồi, đau nhức nhiều hơn, rồi làm sao quên lẫn nhiều hơn, làm sao tu. Cho nên quý bác, ngay giờ phút nào mà mình ý thức được ngay bây giờ là đúng thời điểm tu, thì cái này gọi là thời nhân duyên. Và thứ hai là gì? Xứ nhân duyên. Xứ nhân duyên là gì? Là ở một cái mức độ, một cái nơi chốn mà thuận tiện cho mình tu tập. Quý vị thấy ở đây thuận tiện không? Ở ngay trong phố thuận tiện lắm, Phật tử tới nghe pháp cũng dễ, muốn mang thức ăn tới uống, thức ăn thức uống tới cúng dường cũng dễ. Thành thử ra cái xứ nhân duyên là mình làm việc gì ngoài thời gian cho phép, còn nơi chốn nó phải thuận lợi. Ví dụ như mình mở cửa tiệm làm ăn đúng thời mình ngồi, nhưng mà kiếm không được cái location, cái chỗ đó không có bạc kinh, không có bãi đậu xe, chỗ đó khuất ở bên trong, bên trong không có người khách không thấy, thì có lẽ cái cơ sở làm ăn của mình nó cũng không được như ý. Cho nên á, khi mình ở nhà mình tu mà mình thấy á, tới giờ mình tụng kinh á, người thân mình tôn trọng, tắt tivi rồi để yên cho mình tu tập tiếng đồng hồ á, là mình biết là mình đã có một cái nhân duyên. Thứ hai là gì? Xứ nhân duyên. Thời nhân duyên là thời gian cho phép. Ví dụ như cái giờ mình rảnh 7 giờ tối là giờ đó không còn bận rộn gì, thì cái giờ đó giờ gia đình mở tivi rồi. Thành thử ra xứ thì có, không có gì trở ngại, mà thời không có, phải không? Rồi bây giờ, hoặc là bây giờ con cái nó lớn hết rồi, nó ra ngoài, nó ở cái lúc này sao, tuổi tác không cho phép, sức khỏe không cho phép, thì cũng không đúng thời, không đúng. Cho nên thời nhân duyên, xứ nhân duyên là hai cái mà chúng ta thấy rằng chúng ta có cái phương. Quý vị thấy ngồi đây, một cái nơi chốn không có chiến tranh. Thí dụ mà bữa nay mà Cali mà động đất là mình cũng đâu ngồi yên đâu. Đó, thành thử ra biết rằng hôm nay mình ngồi đây mà không có động đất là xứ nhân duyên. Không có gì trở ngại cho cái chuyện gọi là tu tập của chúng ta cả, là xứ nhân duyên. Như vậy thì thời nhân duyên,
xứ nhân duyên là hai có mình có rồi, bây giờ phải nói cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là chúng sanh nhân duyên. Bây giờ nơi chốn có, thời gian có mà con người xung quanh không tu. Bây giờ thí dụ bây giờ mình có điều kiện mình tới đây mình ở đây một ngày mình tu, mà rồi bạn bè mình họ không để mình yên tu cũng đâu được. Cho nên á, mình có những người mà người ta hỗ trì cho mình trong vấn đề tu tập là mình biết mình có một cái thứ ba là gì? Chúng sanh nhân duyên. Ngay cả quý thầy đi hoằng pháp cũng vậy, cũng phải đủ ba yếu tố là thời nhân duyên, xứ nhân duyên và chúng sanh nhân duyên. Bây giờ mình tới đó chúng sanh không chịu nghe, hay là chúng sanh không ai hỗ trợ cho mình hết, thì làm sao mình có thể mình tu tập được? Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập hay là cái việc chúng ta làm gì trong cuộc sống này thì chúng ta phải trân trọng, quý mến, và chúng ta thấy rằng chúng ta đủ hội đủ ba vấn đề: thời, xứ, chúng sanh. Bởi vì thiếu một cái là không được. Không, và ví dụ như mình ở nơi này mình tu mà giờ thiếu ăn, đói quá cũng khó thiền định lắm. Tụng kinh mà nhớ đồ ăn không, ngồi thiền mà nhớ đồ ăn không. Cho nên phải nói tới ba thứ: thời, xứ, chúng sanh. Bây giờ quý vị tu tập mà quý vị thấy trong gia đình mình có ai đó mà phát khởi hộ trì cho mình trên đường tu tập là mình biết đó. Mình biết là mình có được cái chúng sanh nhân duyên đó. Ví dụ con chở đi chùa nè, hay là chồng chở đi chùa nè, hay là lâu lâu con cho chút ít nè, mình để dành làm gì? Cúng dường bố thí. Không có biết quý bác đó, con cái mà cho quý bác có xài, nhưng mà lúc nào cũng để dành lại. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa hay để dành tiền để cúng chùa. Tại vì sáng mẹ mình cho tiền ăn sáng, Pháp Hòa để dành lại. Nếu muốn có tiền cúng chùa thì phải làm gì? Ăn dở thôi. Không dám ăn hủ tiếu, không dám ăn bánh canh, phải ăn khoai lang, chứ khoai mì cũng ăn nữa. Tại vì khoai lang nó rẻ hơn khoai mì. Ăn khoai lang là rẻ nhất. Để chi? Để có tiền cúng dường. Mà nếu mà ngày nào mà ngày rằm mùng 1 mà mình đi chùa nữa thì mình cũng phải để dành tiền để đi xe, đi bộ, đi cúng dường. Pháp Hòa mà nhỏ đi theo một cái đoàn tụng kinh. Mà cái đoàn này á, đoàn cầu kinh, đoàn tụng kinh này á, là thể nơi nào có đám tang mà mời mình tới là mình tụng. Phật tử với nhau thôi. Nếu mà cái gia đình nào mà nghèo, mình hùng tiền lại để mình giúp cho cái gia đình đó nữa. Chứ đặc biệt là đi tụng kinh không lấy tiền, không nhận cúng dường. Mà ngược lại nếu gia đình nó nghèo thì mình hùng tiền mình cúng dường. Mà hồi nhỏ làm gì có tiền cúng dường, chuyên môn đi mượn. Cho nên hồi nhỏ là biết mượn nợ rồi đó. Đi mượn rồi cúng dường, rồi mỗi tháng mình trích cái tiền mình ra mình trả từ từ lại cho mình. Thì mình biết rằng á, khi mình làm cái điều việc đó là ngay lúc đó, mặc dù mình không có khả năng, nhưng mình rõ ràng mình thấy đúng cái lúc mình cũng cúng dường, có cơ hội cúng. Con bữa sáng nó ra chợ đó để chờ quý thầy đi thức thực cúng dường, đứng chờ hoài không thấy thầy nào hết thì cái bụng nó bắt đầu đói, thì lúc đó muốn lấy móc tiền ra đi ăn. Vừa định đi ăn thấy đằng xa có một thầy đang đi thức thực, mừng quá để tay vô túi lấy tiền cúng. Ai nghe, ai ngờ đâu bị móc túi móc tiền. Lúc đó không có tiền cúng dường thì mình chỉ bằng tâm niệm gì? Bây giờ chúng sanh nhân duyên có một vị đó đến cho mình cúng dường, mà thời điểm đúng lúc nữa, mà giờ cái gì? Mụ đuôi. Không phải cúng dường. Cho nên đại chúng nhớ là mình làm việc gì cũng phải nói tới thời nhân duyên, chúng sanh nhân duyên và xứ nhân duyên. Mình làm cái việc đó mà cái nơi chốn nó không cho, cũng không làm được. Ví dụ mình muốn xây chùa mà cái chỗ đó chính phủ không cho phép xây, bởi vì ở chỗ đó cái đất nó xấu thì cũng không xây được, thấy không? Thành thử ra có người ủng hộ mình xây, thời gian đúng lúc, nhưng cái xứ đó không phù hợp để làm cũng không được.
Cho nên mình phải biết rằng á, con cái của mình ở đây á, đôi khi á, mình nó ở một cái mức độ tốt quá, mình cũng khó độ nó. Tại vì mình không có cùng ngôn ngữ, không có cùng văn hóa, không biết, mình không biết rất nhiều về những cái của các cháu. Cho nên nó cũng chưa phải là một chúng sanh nhân duyên của mình. Mặc dù thời có, xứ có, mà nó không hợp với cái căn cơ mình nói đó, mình độ không được. Thì quý vị có hiểu được cái chỗ mà nói nha. Thì việc gì mình làm á, mà mình thành tựu được á, phải nhớ không phải mình đâu, mà mình phải cần có những người xung quanh, địa điểm, thời gian. Nói theo bây giờ đó, quý vị nhìn vô một cái poster là quý vị thấy nè, năm nay chùa sẽ tổ chức khóa an cư kiết hạ từ ngày nào tới ngày nào. Cái đó là cái gì? Nhân duyên. Thời nhân duyên, phải không? Tại chùa Bảo Phước. À, khóa an cư sẽ quy tụ rất nhiều chư tăng ni và Phật tử về tu tập. Chúng sanh đủ ba cái đó thì mình mới có được cái khóa an cư. Nếu mà bây giờ tập hợp tới mà không có chỗ thì cũng không được, phải không? Rồi tập hợp tới có chỗ rồi mà đùng một cái có biến cố xảy ra, mình cũng không sinh hoạt được. Như vậy thì mình mới thấy rằng một việc gì mình thành tựu được không phải là một cái chuyện bình thường đơn giản. Thấy như vậy để chi? Để chúng ta trân quý những gì mà chúng ta có được, mà biết quý trọng những gì chúng ta làm được mà không dám coi thường. Và đồng thời cũng không tự cao tự đắc là một mình tôi có thể làm được việc đó. Bởi vì nếu thời có, xứ có mà không có chúng sanh cũng không được. Bây giờ quý vị thấy nè, cõi Cực Lạc có đủ bao nhiêu này không? Phải có các vị Bồ Tát, Thánh chúng, phải không? Rồi phải có đúng thời điểm mà mình về cõi đó thì có chư Phật Bồ Tát đến rước, nói theo cái tinh thần của tịnh độ đó, phải không? Và cái nhân duyên mà mình tu tập, mình phải xả ly ta bà, cầu tịnh độ, tin có tịnh độ, nguyện về tịnh độ, phải hội đủ cái yếu tố đó, mình mới có thể đi về tịnh độ. Cho nên một Đức Phật mà ra đời cũng có nhiều vị Phật hộ trì, chứ không phải là bình thường. Một mình Đức Phật Di Đà mà vừa rước vô, rồi vừa chỉ cho chỗ ở, rồi vừa phải mở lớp dạy cho mình đời sống mới ở cõi Cực Lạc. Ngày cực quá, ngày còn phải có ai tiếp trợ? Quan Âm Thế Chí cũng như tất cả các vị thánh chúng mới có thể trợ giúp cho ngày được. Đó, mình nói ví dụ như vậy. Thì trong cõi này chúng ta làm việc gì không có những người phụ trợ gọi là chúng sanh nhân duyên với mình thì không thể được. Bởi vì vậy cho nên bất cứ mình làm việc gì cho ai, đừng nghĩ cái đó là cái cực nhọc cho mình, mà phải thấy rằng đây là giây phút mình đang gieo duyên với chúng sanh. Mình có gieo duyên với chúng sanh, tâm mình phải lân mẫn với chúng sanh, thì chúng sanh nó lân mẫn với mình, phải vậy không? Bây giờ quý vị thấy nè, mình mở tiệm bán ngon, khách hàng tới mua, nhưng mà mình coi thường khách hàng, mình không quý khách hàng, tâm mình không có với khách hàng tới nữa không? Không. Đó. Mình không có, bây giờ địa điểm tốt, thời gian mở cửa tiệm tốt, gọi là xứ nhân duyên có, thời nhân duyên có, mà mình không có nhân duyên với chúng sanh. Mình không có trân quý khách hàng thì khách hàng sẽ bỏ mình thôi. Tại vì nó tới mà mình có thương nó tới. Vì vậy mà nói như vậy để chúng ta thấy rằng bất cứ việc gì chúng ta thành tựu được không phải là một duyên mà nó có được. Nó phải đủ, hội đủ ba điều. Ba điều đó là thời, xứ và chúng sanh. Đi chùa nhiều lúc phải dẫn con theo, dẫn cháu theo, nó không đi mình không đi được. Mặc dù nó vô đây nó ngồi nó quậy vọt nó chán, nhưng mà có kệ nó, nhờ nó đi mình mới được đi. Cho nên chúng sanh nó phải đi theo mình thì mình ở yên trong này cả ngày được. Bây giờ quý vị để nó ở nhà giao cho ông chị nó, anh nó coi chăm sóc có yên cũng không, cũng không yên, phải lo đi về con nó như thế nào. Cho nên có những chúng sanh đó nó đi với mình cái tự nhiên mình cũng yên bụng hơn. À,
Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy được một cái vấn đề là việc gì chúng ta thành tựu được, phải không? Rồi bây giờ nè, ví dụ như cái giảng đường mình xây đó, thời có rồi đó, xứ có rồi đó, giờ đợi chúng sanh. Đợi chúng sanh, mà chúng sanh không lên bẩm, chúng sanh không quan tâm thì sao giảng đường nó có được, phải không? Nó một cái ví dụ thôi, còn muôn ngàn chúng khác đó. Bây giờ gia đình mình có rồi nè, con cái mình có rồi nè, mà mình không có để tâm nhân duyên với những chúng sanh trong gia đình mình thì làm sao mình độ các con các cháu mình được đó. Thì hôm nay buổi chiều này chúng ta đi vào cái thời sinh hoạt vấn đáp thì có lẽ là chúng ta không đủ thời gian. Và bây giờ có một câu hỏi ở đây thì Pháp Hòa xin nói trước. Kính bạch thầy, hôm nay con có duyên lành được gặp thầy, cũng nhờ anh chị Phật tử chùa gì đó, con mạo muội xin thầy giải tỏ cho con hai từ giải thoát và niết bàn. Phật gia đạo Phật dù tu theo phúc pháp môn nào, mục đích cuối cùng người Phật tử cũng mong cầu được giải thoát đến niết bàn, phải vậy không? Nếu đúng vậy thì giảng thêm cho chúng con hai từ đó. Quý vị có nghe hai chữ giải thoát niết bàn không? Thì bây giờ trước hết thì nói chữ giải thoát. Đơn giản, giải là mở, thoát là vượt. Giải thoát là khi mình vượt được một cái chướng ngại nào đó, không còn dính mắc thì gọi là giải thoát. Nói như vậy nó là cái nghĩa chung. Nhưng mà giải thoát nó có ba cái giải thoát. Một là giải thoát tự thân. Hai là giải thoát hoàn cảnh. Ba là giải thoát hoàn toàn. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng là đôi khi á, mình thắng được rất nhiều người nhưng mình không thắng được cơn giận mình. Mình không thắng được cơn giận mình thì mình chưa tự giải thoát được. Mình bị cơn giận đó làm sao? Nó chi phối, nó cột mình rồi nó sai mình. Cho nên trong Phật giáo gọi là cột mình và là kết, xử mình là sai. Đó không? Cho nên đó, khi nào mình giải thoát được bản thân. Bây giờ gần buổi nhất nè, sáng ra mình uống cà phê một cái loại hiệu nào đó, bữa đó mình tới chỗ nào đó không có cái hiệu cà phê mình thường uống, cũng pha ly cà phê khác uống, nhưng mà ngồi cứ chắc lưỡi hoài, này ngon, này dở quá, này lạc quá, nói suốt cả buổi mà vẫn không có ly cà phê như ý mình. Mà cái ly cà phê đó, cái chữ cà phê mà mình muốn, cái hiệu mình muốn đó, nó cứ nằm mãi ở trong cái lời nói, cái tâm tư mình. Thế thì mình tự giải thoát chưa? Vậy thì giải thoát trước hết là phải giải thoát tự thân. Có những cái mình phải vượt. Bây giờ mình vượt bằng cách nào? Mình vượt bằng cách là mình nghĩ rằng mình đã uống cái loại cà phê mình thích mấy chục năm nay rồi. Hôm nay chỉ có một ngày không có nó, hai ngày không có nó, có chết một tay người ta nào đâu. Vậy mà cứ ly cà phê đó nó cứ vướng trong đầu mình và nói mãi, mà làm cho cái người mà ta đãi mình không có cái cà phê kính mình ta ngại vô cùng. Cái ta xin lỗi rồi, xin lỗi em có loại này. Dạ sao tôi nói vậy thôi, nói gì cũng được. Để mà ngồi cái này nó ngon. Quý vị thấy không? Cho nên thường rốt cuộc mình không tự giải thoát. Rồi bây giờ mình nói giải thoát hoàn cảnh. Bây giờ con người mình ai mà không muốn những cái hoàn cảnh vui. Nhưng mà cuộc đời này đâu phải lúc nào mình cũng rơi vào cái cảnh vui đâu. Mà chưa chắc mình ở cảnh vui hoài mà mình thích nữa, phải không? Cho nên hồi xưa có một vị á, nói một cái câu mà mình nghe như là trần tục, nhưng mà nhiều khi trong đó nó có chân lý không? Anh chỉ sợ khi anh thành chánh giác thì còn ai đưa đón rước bước chân em. Mình nghe thấy trần tục vậy đó. Nhưng mà trong đó có giải thoát đó. Cho nên có một vị mới làm cái bài thơ A Di Rị Đô Bà Tì, dừng chân đứng lại xanh rì bỏ sâu. Già di nị già già ná, già di nị già già ná,
em ơi đứng sát gần ta ngại gì? A Di Lị Đô Bà Tỳ dừng chân đứng lại xanh rì cỏ sâu. Nghe ta yêu đốt thành sầu là ngôi chứng quả nhiệm hầu vô biên. Nghe một bài thơ mới đầu mình nghe rất là trần tục, nghe gì mà có anh có em, nhưng mà tại vì mình cái đầu của mình, cái tư tưởng mình là cái vướng hai chị anh em là hai người đó. Nhiều khi chỉ anh em đơn giản là người nào lớn hơn là anh, người nào nhỏ là em. A Di Lị Đa Bà A Di Già Di Nị Già Già Na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì? Người đó là giải thoát hoàn cảnh. Cho nên á, chữ giải thoát á, không phải là đợi khi mình chết mình mới đi giải thoát, mình đi đâu. Nhưng mà ngay trong cuộc sống này, có đôi lúc mình rơi vào một cái hoàn cảnh mà tự mình phải tìm cách mình giải thoát được cái hoàn cảnh đó. Pháp Hòa hay ví dụ á, Pháp Hòa hay ví dụ là mình dùng cơm á, lỡ mình gắp một miếng rau, miếng thức ăn mà mình không thích. Nhưng mà bây giờ thưa đại chúng là cái món mình không thích á, đó đâu có nghĩa là món độc, tại mình ăn không được thôi. Nhưng bây giờ mình phun ra thì khó coi, về nuốt không? Nuốt, nuốt miếng đó đi, xong rồi nó yên. Cuộc sống mình thỉnh thoảng, quý vị ta từng nuốt kiểu đó chưa? Có chứ, nuốt hoài. Có đôi khi mình nuốt một cái hoàn cảnh nào đó, nhưng mình nuốt một miếng thức ăn mình không ưa, nuốt cái thôi rồi nó qua, nó cay nó đắng gì đó, nhưng mà rồi mọi việc nó trở lại bình thường, có không? Ở đây quý vị đã từng uống trà đậm chưa? Uống xong nó chát, nó đâu có ngon làm gì đâu. Nhưng mà khi mà nó qua khỏi cổ họng mình rồi á, thì nó lưu lại một cái vị gì? Vị ngọt của trà, vị ngọt của trà. Rồi quý vị ăn khổ qua, lúc mình nhai nó đắng lắm, hoặc là những cái loại rau mình ngộ lắm, mình ăn nó rất đắng. Nhưng mà khi chúng ta qua khỏi cái nuốt được cái đó rồi, nó có một cái vị ngọt thanh ở cổ họng của mình. Cái cuộc sống của mình đôi khi mình nuốt một cái giải thoát được. Có một sư cô đó cổ tu á, mà cuối đời cô chỉ thèm ngộ nước mắm thôi. Và cô chỉ muốn rằng á, trước khi cô chết cô muốn uống thử một muỗng nước mắm coi nó ra làm sao. Nếu mà mình cho không, cho số được tu hành cả đời mình ăn nước mắm. Bây giờ cho nước mắm mình sợ cô phạm giới sao? Nhưng mà nếu mình đem cái câu chuyện này lên mình trình cho quý hòa thượng thì quý hòa thượng nói cho cô uống đi. Tại vì cổ chưa uống nước mắm cho nên cổ chưa biết cái nước mắm nó mặn như thế nào, nó đâu có ngon như cổ tưởng đâu. Và một khi mà cổ uống xong ngụm nước mắm đó rồi đó, cổ giải thoát không? Giải thoát liền, tại vì cổ hết vương vấn cái ngụm nước mắm đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta chỉ cần nuốt được cái đó thôi, cái khó chịu một lúc đó là chúng ta đi tới chỗ giải thoát hết ràng. Có một hòa thượng mà có hòa hay đọc bài thơ của ngài. Ngài ở trong tù mà đâu có ai cho dao cạo để ngài cạo tóc đó. Cho nên theo nguyên tắc là người tu là phải cạo râu cạo tóc. Nhưng mà ngài râu tóc không được cạo bởi vì không có da mặt. Ngài làm bài thơ: trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Người đó giải thoát. Như vậy thì giải thoát không phải là mình đến một nơi chốn nào. Nếu mình tâm mình chưa giải thoát thì ở cảnh nào mình cũng không giải thoát được. Nghĩa là không thoải mái, không tự tại được. Cho nên mình tự giải thoát rồi mình giải thoát luôn cả hoàn cảnh. Sư cô đó, nếu mình không cho cô uống muỗng nước mắm á, là cô tưởng tượng muỗng nước mắm chắc nó ngon dữ lắm. Nhất là nước mắm Phú Quốc. Ta nghe ta nói mà, nước mắm con mực, nước mắm Thái Lan, vân vân. Nhưng mà khi cô uống vô rồi, nó mặn, nó chát, nó không ngon gì đâu. Từ đó về sau, hết tương tư muỗng nước mắm.
Quý vị có nhớ câu chuyện Trương Chi Mỹ Hương không? Cô Mỹ Hương nghe tiếng sáo thổi rất là hay thì cổ tưởng rằng người thổi sáo hay tức nhất định phải là người đẹp. Thì một ngày nọ cũng nhất định phải gặp cho được người đẹp đó. Khi cô gặp được anh chàng Trương Chi á, là cô giải thoát liền. Cô không còn vương vấn bất cứ một hình ảnh đẹp nào về cái người đó nữa. Cho nên chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như Trăng. Nhưng mà mình đứng ở dưới này mình thấy Trăng vậy thôi, chứ mình tới gần nó khác lắm. Cho nên một cái bức hình đẹp là phải đứng xa mà ngắm, đứng gần đôi khi không đẹp như mình nghĩ. Cho nên cái cô đó, cái cô đó của giải thoát, như anh chàng, như cô Mỹ Nương đã giải thoát trong đầu là không còn hình ảnh của người đó. Nhưng mà khi anh chàng Trương Chi mà gặp được cô Mỹ Nương á, thì bây giờ tới phiên An, tới phiên cổ ảnh. Bây giờ anh gặp anh này thì cô này được giải thoát, mà phần anh sẽ bắt đầu tương tự. Nó ngộ cái nha. Hồi mình thương cái người đó, mình thương đáo thương để, mà không có người đó chắc mình chết. Không có anh, đời như không có nắng, như mưa mà thiếu dù. Mà lâu rồi nhớ gì à, đời tôi mà vắng anh, như đời không có nắng, như búa thiếu kèm, như lỗ tai heo chấm mắm đen, như tô hủ tiếu mà quên thêm xì dầu. Không có người đó thì chuyện nào mà tới hồi mà giận nhau rồi, trời ơi, tôi muốn cho luôn, đi cho lẹ, đi lẹ chừng nào tôi giải thoát sớm chừng đấy. Cũng ai, cũng mình. Hồi muốn thì phải cho thiệt là được, mà tới hồi không muốn nữa. Đừng bỏ em một mình, đủ thứ đó. Cho nên giải thoát là khi tâm mình cởi ra được những cái khúc mắc, những cái dính mắc. Rồi bây giờ mình giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh. Bây giờ đại chúng ngồi đây nè, trời nóng không? Nhưng mà muốn đi đâu không? Không muốn, có ai cho đi? Và ông muốn không? Không, mình không muốn đi. Mà khi mình thật sự mình muốn ngồi đây, đâu có ai ép mình được. Mà tại mình muốn ngồi đây mà. Mà ngồi đây tuy có nóng nhưng mình không có bực bội, phiền muộn gì hết. Giải thoát hoàn cảnh. Tại mình muốn ngồi đây. Và khi mình muốn ngồi đây mặc dù trời nóng bức, nếu mà ngày thường, mà ngày thường đó mà biểu tôi ngồi đây là bảo đảm sẽ nôn. Nhưng hôm nay tôi muốn ngồi, tôi thích ngồi, cho nên ngồi đây mà không bị khổ đau phiền muộn gì hết, thì ngay cái này gọi là giải thoát hoàn cảnh. Có những người mình thương mà người ta nói cho mình biết rồi nha, rớ vô là khổ nha. Dạ con chấp nhận, chấp nhận hết, cái gì mình chấp nhận hết. Tại vì sao? Lúc đó mình nghĩ rằng mình được như vậy mình mới giải thoát. Hồi đó mình không có cái cell phone hết, mình có giải thoát không? Cũng giải thoát như ai. Mà giờ có cái cell phone rồi giải thoát không? Không. Đi lâu hả? Có chỗ chạc không? Mới vừa bước vô nhà ta chưa kịp hỏi tập theo, chị có wifi không? Quý vị thấy không? Thôi mình không có cái phone mình cũng giải thoát như thường. Mà tại sao bây giờ mình có cái phone rồi thì mình lại không còn giải thoát nữa? Như vậy rõ ràng là tự mình khổ. Tự mình khổ. Có một cái đứa nhỏ đó mà nó thấy một cái ông ngồi câu cá, câu cả buổi không có cá. Tới hồi mà con cá nó cắn cái câu rồi đó, ổng giật nó không lên, nó ổng nhào xuống dưới sông giật con cá luôn. Thì cái đứa nhỏ nó ngồi kế bên, nó hỏi ba nó, ba vậy ông này câu con cá hay ổng bị con cá câu? Này giống mình không? Hồi cái con nó nằm trong tủ tiệm ta đó, mình tới mình câu nó. Nhưng mà một khi cái con mà rơi vô tay mình rồi là mình bị nó câu, không thể sống rời. Nhưng mà hôm nào mình đến đây lỡ điện thoại hết pin, mình hãy lấy cái cơ hội đó, thôi hay quá, tự tôi tắt, tôi không dám, không đủ can đảm tắt.
thôi bây giờ lỡ hết đi tôi cất nó vô còn cái vỏ luôn mà để tôi giải thoát, tôi ngồi đây tôi thoải mái, tôi không bận lòng cái phone. Mà cái phone mà nó còn pin là cứ bấm hoài coi có ai làm gì, có nói gì không. Mà nhất là ngồi đây mà chụp hình xong rồi quăng lên Facebook rồi coi coi có ai thả tim không, có ai thả phone không. Có nhiều khi mà nói trời ơi tôi trông dữ lắm, tôi trông đã thấy ổng, nhưng mà tao ngồi ổng ngồi đây rồi cứ coi Facebook miết. Quý vị thấy nhiều khi mình ngồi ăn cơm chung với bàn với người thân mình mà không ai ngó ai, quý vị có thấy điều đó không? Có nhiều khi trong một bữa ăn mà không ai ngó ai đó, tại vì mỗi người có một thế giới. Không biết ở trong nói gì mà ở ngoài này cười, cười xong rồi viết mấy chữ lại, mấy giây sau khó có cười tiếp. Ở ngoài này á, tim thiệt còn đang đập mà không cười, mà ở trong kia chỉ dùng cái tim lên là hí hở. Nhưng mà đại chúng nhớ là hễ người ta quăng bông được là người ta thả bông được. Cho nên đó, rồi bây giờ mình cứ tự hỏi mình, khi mình không có cái phone mình chịu không nổi là mình tự hỏi rằng mình đã giải thoát chưa. Chữ giải thoát đó bây giờ nó không có xa đâu nữa, nó là một cái thiền quán cho đời sống chúng ta. Nó không phải là một cái danh từ xa xôi nữa, mà nó cho chúng ta một cái quán chiếu. Chúng ta đã bị cái gì ràng buộc cột chặt mình, đôi khi một cái rất nhỏ mà nó cột mình cột cả đời không giải thoát. Ngày xưa mình không có cái con á, ai réo mình đâu có biết, ai tìm mình không hay. Bây giờ á, ví dụ lỡ quý vị cắt tắt cái con một tiếng đi, những tin nhắn đó nó vẫn còn nằm trong đó, một tiếng là một sao mình đọc được, mình vẫn vậy luôn. Hồi xưa không có, ai tìm mình không có là thôi chịu chứ sao giờ. Vậy mà hình như ít giận nhau hơn. Bây giờ có cái con rồi giận nhau nhiều hơn, tại vì người ta expect, người ta gửi tin là mình phải đọc, người ta phó là mình phải bắt. Có nhiều khi đọc tin xong rồi không nhắn, giận hơn nữa. Đọc xong rồi không nhắn, có bị giận chưa? Bị hoài. Như vậy thì rõ ràng khi mình có nó nhiều rồi á, mình càng khổ hơn nữa. Tại vì người ta kiếm mình không được là thôi, ta accept được, ta chấp nhận được là gì, không có cái phone. Bây giờ mình có cái phone trong tay rồi, mình ta gọi mình không bắt là có chuyện rồi. Người ta nhắn tin mà mình không coi là có chuyện, là mà coi xong không trả lời lại là có chuyện này. Đó, mà thậm chí bây giờ mình có cái mail rồi, người ta gửi tới mà mail nó lên móc luôn, người kêu móc mail luôn đó, mà mình vẫn chưa trả lời là ta đã buồn rồi. Thế thì quý vị thấy được giải thoát không? Và cái gì là ràng buộc chưa? Giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân, đến khi nào mình giải thoát hoàn toàn. Nghĩa là chúng ta vẫn có những cái chúng ta sử dụng hàng ngày, nhưng còn thì sử dụng, hết thì thôi. Cũng giống như bệnh thì uống thuốc, hết thì tốt, không hết thì làm gì? Chết. Tại vì cuộc đời này nghĩ cho cùng là còn chơi không, mà ăn chơi, ngủ chơi, ngồi chơi, uống thuốc chơi, vân vân. Có nhiều vị sẽ nói chết chơi luôn. Hôm qua có hòa gặp một ông cụ 84 tuổi. Ông cụ nói bây giờ tôi sống ngày nào tôi vui vẻ ngày đó. Mà không lẽ tôi nói với con cháu tôi giờ tôi không sợ chết mà tôi còn ham chết nữa. Không cần nói vậy, nhưng mà sẵn sàng để chết đi. 87 tuổi. Thì cái tâm tư người đó là giải thoát đó. Sống thì vẫn an mặc bình thường, bệnh vẫn uống thuốc, nhưng lỡ không hết thì nhẹ nhàng, giải thoát hoàn toàn. Vậy thì giải thoát là cái quả của sự tu tập. Thí dụ bây giờ quý vị tụng kinh mỗi ngày, có mỏ có chuông, mà bữa nào không có chuông có mỏ tụng được không? Tụng được, đó là giải thoát. Mình tối nào cũng lần chửi niệm Phật, mà bữa đó xong chửi không có, vẫn niệm Phật bình thường là giải thoát.
là bây giờ nói tới Niết Bàn. Niết Bàn á là tiếng Việt Nam từ tiếng Phạn. Niết Bàn dịch nghĩa là diệt độ, diệt cái phiền não, độ cái sanh tử. Có bốn tiêu chuẩn để có được Niết Bàn, đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Bốn cái đó là bốn cái yếu tố, bốn cái chất liệu của Niết Bàn. Tại vì mình nghĩ là Niết Bàn là chỗ nào mình chết mình mới tới, nhưng mà thưa không, Niết Bàn là trạng thái của tâm. Khi tâm mình sống được với cái thường đó, ví dụ như cuộc sống này nè, thay đổi là thường, già mua là thường. Già nó ngộ lắm, hỏi định nghĩa già là sao? Ăn giảm ngon, ngủ giảm tiếng, ít ngủ, ít ăn. Mà nó ngộ cái ăn thì ít mà lâu tiêu, chân đau, tai điếc, mắt mờ. Đó là những trạng, những cái biểu tướng của già. Nhưng mà mình thấy rằng có người nào, hiếm có người nào mà già mà đi được là hết. Có mà hiếm lắm. Đa phần là theo cái luật bình thường đó là gì? Già là phải tóc bạc, da nhăn, gối mỏi, tai nhức. Bây giờ là đa phần ngồi đây là ba cao một thấp, cao máu, cao đường, cao mỡ và một cái phân thấp. Còn ai mà chính phủ xét thấy rằng mình chưa đủ tiêu chuẩn thì ăn tiền già lương thấp. Cao đường, cao mỡ, cao máu và phân thấp, gọi là ba cao một thấp. Khi mà chúng ta chấp nhận được cõi đời này những sự việc nó xảy ra là bình thường, cho nên chúng ta rất bình thường, thậm chí nói tâm mình rất thường, chuyện xảy ra là thường như vậy đó, cho nên mình có được cái đức, cái đầu tiên của Niết Bàn là gì? Là thường. Đó là mình quán các pháp. Còn nói về tự tâm, mình có được cái trạng thái tâm bình thường. Hồi xưa mình có những trạng thái bất thường. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp một cái người đó, người đó không thèm chào mình, chứ mình hay quở làm sao? Trời ơi, cái bà đó bữa nay bất thường nghe. Hôm qua gặp tôi nhìn nở, bữa nay gặp tôi không chào. Bất thường, mình nói bà đó bất thường không? Bởi tôi ghét nó đâu chào lại. Vậy mình thường hay bất thường? Mình có bất thường hay? Lẽ ra người ta không chào mình, mình cũng bình thường chứ. Tại sao mình không chào để mình gọi là để tôi đáo lại với đáp với cái người đó? Vậy thì mình đi theo cái bất thường đó. Cái bà đó đi chùa bà dữ lắm, mà tôi ghét nó đâu đi. Như vậy thì mình lấy cái dữ của người ta, lấy cái dở của người ta mà tự đẩy lui mình. Thấy cái dở của người ta mà để mình vui xấu lui thì mình quá dở rồi. Lẽ ra mình thấy người ta dở vậy mình phải ráng tinh tấn. Tôi nguyện đi chùa tu tập sao mà để tôi đừng có bị cái tánh tình giống như vậy, để không ai vui, để ai cũng sợ. Thí dụ vậy, thấy cái dở người ta mà tự vượt thắng những cái khó khăn của mình, như thế gọi là Niết Bàn, là bình thường. Đó là cái đức thứ nhất. Thứ hai là lạc. Lạc là vui. Lẽ ra cuộc đời này á, thật sự ra tại mình không ưng, mình chưa là khổ là buồn, chứ còn mọi việc nó không có bản chất của mọi thứ, nó không khổ vui gì. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tại vì cái cảnh thủy chung nó không có gì buồn vui hết. Ăn vô tâm trạng của mình nhìn nó. Bây giờ quý vị ngồi góc này là đang rất happy, là tại vì không có một cái gì trở ngại hết. Mà ngược lại người nào mà ngồi đây là không mấy thoải mái, là tại vì cái bình này nó che. Là cái bình này á, bản chân thân nó không có tội. Nhưng mà hãy người ngồi góc này á, để nó đi có sao đâu, phải dẹp. Người đang đây dẹp đi, để nó trước, là rửa nó cũng khổ với mình thôi. Cho thưa đại chúng, lẽ ra mọi việc nó bình thường. Cái tướng của mọi pháp, cái bản chất của các pháp, nó có gì cũng buồn. Ví dụ như già, mình gọi là buồn, nhưng mà cũng không có gì buồn, tại già được ăn tiền già.
Ở đây mà quý vị thấy quý vị giàu quý vị sướng không? Chính phủ lo từ A tới Z. Thành thứ là mình thấy rằng người già của mình ở đây mà so với người già ở xứ nghèo là mình là tiên rồi. Thế thì già cũng chưa mặc hay lắm nha. Đi đâu mà giả bộ rung rung là lên hàng đầu rồi hết. Để nói già là khỏi cần tốn tiền vé hàng A. Vậy thì người mà nhận được cái nhân cái già cái tự nhiên có lạ. Ở trên cái xe bus á, người ta vẽ bốn cái hình nè. Một người bệnh, một người già, một thầy tu và một người mang bầu. Thì cái ghế đó là ưu tiên cho bốn người đó được ngồi. Một người lớn tuổi được ngồi, một người già được ngồi, một người bệnh, một người gọi là, nếu mà ở cái xứ không có phải là Phật giáo, không là Quốc giáo á, người bệnh, người già, người mang thai, là ba người đó ưu tiên. Cho nên lạc là niềm vui. Mà khi chúng ta thấy rằng á, tất cả cái gì chúng ta chấp nhận được là nó vui hết. Bây giờ quý vị thấy á, ở đây mình ăn tiền già tuy có vài trăm đô mình cho là không đủ, nhưng so với các nước nghèo khác vài trăm đô của mình lớn không? Lẽ ra mình không có đồng nào hết. Mình qua đây nhiều khi mình có đi làm đâu, mà giờ được ăn tiền già mà ngoài cái tiền lương ra mình còn được chính phủ cấp cho nhiều cái tài trợ khác nữa. Cho nên mình cũng có niết bàn là tới tuổi là ăn tiền già là thường, đúng không? Rồi được chăm sóc là thường, là ngã là mình tự tại, vượt tất cả những cái dính mắc. Chữ ngã trong trường hợp này không có nghĩa là ta là tôi. Chữ ngã trong trường hợp này là sự tự do, sự tự tại như chữ giải thoát. Thường lạc ngã tịnh là sự yên lặng, sự vắng lặng. Như vậy thì bất cứ một cái pháp nào nó vẫn có cái thường lạc ngã tịnh của nó. Ví dụ như cái hoa đây, bây giờ có một ví dụ như cái hoa này. Cái hoa này á, là nó đang đẹp như vậy, nhưng mà nó đang biến dạng từ từ để nó héo, nó chết đi. Thường trong khi nó đang đẹp như vậy, nó phô bày cái đẹp nó để mọi người thưởng thức, là nó không khổ đau khi nó phải héo, nó không khổ đau khi mình phải chưng nó đâu hết. Chưng nó trên bàn giảng cũng được, bàn ăn cũng được, và thậm chí đem vô toilet để cũng được. Nó là hoa, mình muốn chưng nó đâu để làm cho nét đẹp của nó được phô diễn, nó đều hạnh phúc giống nhau. Đó là ngã. Và vì tâm của nó không khởi bất cứ một cái niệm phiền muộn nào hết, cho nên nó tịnh như mình đây. Ấy, anh là người gì? Dạ, người thường. Tôi nhờ anh quét dọn không? Dạ được. Lát nữa anh lên chinh chinh rửa chén được không? Được. Người có tự tại thì rửa chén quét nhà làm gì cũng không khổ hết. Mặc tôi về rửa chén nè. Còn nếu mà mặc này rửa chén, mặc nào nó rửa. Cho nên người rửa chén được, quét nhà được, không có gì khổ đau là ngã. Mà làm ngã đấy là tự tại. Cho nên mọi thứ có bản thân mình cũng đủ bốn chất của niết bàn, là thường, lạc, ngã, tịnh. Cho nên niết bàn là cái trạng thái khi chúng ta quán chiếu sâu sắc và chúng ta sống được với cái niệm bình an đó, thì giải thoát niết bàn đến. Hay nếu mà nói một cách giữa nhân và quả, giải thoát có thể là nhân mà niết bàn có thể là quả. Nhưng mà thật sự ngay trong niết bàn cũng có nhân có quả. Nhân là niềm vui hôm nay là nhân, mà ngay cái vui này nó tăng trưởng cái vui nữa thì cái quả vui nó cũng có mặt. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm, cái niềm vui đó, có một ví dụ, mình nấu một nồi cơm chín đã thành công chưa? Thành công là trong nhân nó có quả rồi. Cái nhân hồi nãy là gạo, mà bây giờ nấu chín là cơm. Bây giờ nồi cơm này chín là quả, nhưng mà cơm này được bới vô một cái dĩa với miếng cơm, với miếng mì, miếng chả, miếng dưa chua, miếng dưa leo, lại thêm cái quả nữa. Từ cái nhân này là cơm nó kết hợp với những món khác làm ra một cái quả khác nữa, là quả là một dĩa cơm mì.
Như vậy ngay cái quyền vô không nó đã là quả rồi. Nhưng lấy quả này kết hợp với những quả khác nữa thì chúng ta nhân quả nó ở trong đó. Hạt cam là nhân, nhưng mà trong hạt cam có quả cam không? Trồng nó lên cái cam. Rồi giờ cái cam có hạt cam không? Vậy thì thưa đại chúng, mình tu tập cũng không ngoài một mục đích là có được giải thoát niết bàn. Mà có cái đó không phải đợi chết, mà nó tùy theo cái đời sống quán chiếu tu tập của chúng ta mà chúng có được. Chúng ta có được cái chất của giải thoát của niết bàn. Thường là ngã tịnh. Thân này là thế nào cũng già, cho nên bữa nào nó già thường. Ví dụ như nó mát, sao bữa nay nó bệnh như mát? Già bệnh chứ sao có. Khai ngộ cho con đi. Già thì phải bệnh. Mà con ơi, già mới tới bệnh là hạnh phúc đó con. Có nhiều người chưa già mà bệnh. Thường thường cái tướng sanh, già, bệnh, chết. Nhưng mà có những người mới sanh đã chết, mới còn trẻ đã chết, không bệnh mà chết. Thí dụ vậy. Còn mình mà trải qua được bốn tướng sanh, già, bệnh, chết là hạnh phúc. Có cái ông đó, ông Tết, ông tới xin người ta cho ông câu đối để ăn Tết. Vị hòa thượng mới viết cho ông câu đối bên này. Ông nội, ông bố chết, nội chết, cha chết. Bên này đối lại, con chết, cháu chết, chắc chết. Ông này nói trời ơi, Tết nhất mà hòa thượng cho câu đối gì mà chết một dòng. Ông thấy ông chết thứ tự là hạnh phúc. Chết thứ tự là. Cho nên á, bất cứ một cái nào, ví dụ như cái ly này, này, cái ly này á, nó có rớt nó bể cũng là thường. Và nó rất là vui khi mình lấy cái ly này mình đựng nước để uống. Và nó không khổ đau khi mình lấy cái ly này mình đựng canh. Tại vì bản chất nó là để đựng một cái vật gì đó. Thì mình đựng nước, đựng trà, đựng súp gì, nó cũng tự tại, tự do, an lạc của nó cả. Và nó không khởi khổ đau phiền não gì. Vì nó là cái ly thì nó sống trọn vẹn cái bản chất của cái ly. Mà nó cũng không khổ nên làm ơn cầm cho bên tay trái. Và nó cũng sẽ không có đau khổ nữa, tại sao cầm cho qua bên phải. Quý vị thấy không? Đi làm công quả phải đem niết bàn đi theo. Mới vừa cầm củ cà rốt lên, bác này nói sắc dài cho bác rồi. Mới được lát rồi bác kia nói tại sao sắc dài, sắc ngắn cho tôi. Cho nên được lát cái mình không biết mình làm đâu ăn. Cho nên khi mà chúng ta sống, chúng ta nhìn tất cả mọi sự vật, chúng ta có được cái con mắt nhìn tất cả các pháp như thật, ngay đó chúng ta có niết bàn. Bản thân mình cũng vậy, hoàn cảnh của mình cũng vậy. Có tụ thì có tan, có đến thì có đi. Cái gì có hình tướng, cái đó tạm tạm có. Hiểu được như vậy, cái có giải thoát, có niết bàn. Ở trong này có một câu là kính xin thầy giải thích cho chúng con câu nói của Đức Phật: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì cái câu này á, là khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta vừa giáng sinh á, thì theo lịch sử nói là ngài đã nói lên câu này. Nhưng mà thật sự cái câu nói của ngài đủ bốn câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, tư kim tận hỷ. Quý vị muốn biết rõ câu này, mai mốt quý vị tìm một cái bài giảng có tên là Duy Ngã Độc Tôn để mình hiểu được cái ý nghĩa này. Còn bây giờ mình nhắc lại nữa thì nó mất thời gian và của đại chúng. Ở đây thì mình xin phép để đi qua một câu hỏi khác. Thì những câu nào mà nó đã có trong cái những cái bài giảng khác rồi thì mình sẽ mời quý vị nghe những cái bài đó. Kính thưa thầy,
con xin hỏi câu, có thầy giảng mình lượm lon chai trong thùng recycle mình có tội đúng hay không thầy? Tội không? Sao là tội được? Đâu có gì tội. Mình lượm lại để mình đi recycle, tức là mình đi tái sinh nó trở lại để mình không lãng phí, thì không có gì tội hết. Thưa đại chúng, mình có recycle không? Thân mình cũng là một thân recycle đó. Đấy, mình uống một ly nước vô thì mình giảm ở trong cái ly nhưng mà tăng ở trong đây. Rồi lát nữa cái mình là 2 tiếng sau mình đi vô trong nhà vệ sinh, mình giảm ở trong này cho nó tăng ở trong cái cống. Bất tăng bất giảm mà. Bác Nhã Tâm Kinh nói là bất tăng bất giảm mà. Nhiều khi giảm chỗ này mà nó tăng chỗ khác, đúng không? Giảm chỗ khác mà nó tăng chỗ này. Rồi bây giờ tất cả những nước dơ của cái city này á, nó đi ra một cái bồn chính, nó lọc qua bao nhiêu lần, nó đưa trở vô lại để mình xài lại cái nước đó. Mà thiệt sự nước là nước mới, nước recycle. À, nước đó là nước recycle. Thấy nó sạch, mà nó cái sạch này từ đâu ra? Từ cái dơ, cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là bất cấu bất tịnh. Hiểu ý chưa? Bát Nhã Tâm Kinh là bất cấu bất tịnh. Thật ra cái rau mình ăn là sạch hết, nhưng mà cái rau đó trồng từ cái gì? Từ phân bón. Những cái xứ nghèo thì ta phân người. Rồi có những chỗ ta phân bằng cỏ cây, bằng này kia kia nọ. Thành thử ra ở dưới đất mình nhổ lên nó dơ, mình rửa hết cái chất sạch dưới con mắt của mình nó hết thì mình kêu là sạch. Nhưng mà nó thật sự sạch chưa? Sạch tạm dưới con mắt mình thôi, chứ nó vẫn còn vi trùng mà. À, rồi bây giờ mình ăn vô trong này lúc bỏ miệng vậy mình nhả ra gửi được. Chỉ cần qua khỏi cuốn họng thôi là đưa lại làm cho may cho lấy rồi. Mà xin lỗi đại chúng là nếu mà mình nuốt vô trong bụng mình rồi mấy tiếng đồng hồ sau nó ra cái món mà mình bao giờ muốn thấy, mà mình cũng không bao giờ muốn ngửi. Nhưng mà nó tự gì nãy đó, từ những cái nãy mình ăn vô đó. Vậy thì dơ sạch nó ở đâu? Rồi bây giờ mình kêu con người mình là sạch nè, giờ phút này có sạch không? Không dám đâu, mồ hôi từ sáng giờ đó. Phải không? Như vậy thì mình tạm thời mình gọi con người mình sạch đây là nói tạm. Chứ còn mà lúc nào mà bỏ miếng nước vô mà kỳ ra là lúc nào nó cũng có cục hết á, kêu kỳ cục. Cho nên á, đừng nói anh là sao kỳ cục, người nào cũng kỳ cục hết. Vì không người nào mà không kỳ ra cả cục. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thấy được cái đó là thấy Bát Nhã, thấy có trí tuệ. Cho nên cái gì mà mình recycle lại, giấy mình xài đây là giấy recycle, bao ni lông mình xài lại là bao recycle. Bây giờ mình đi mua gì đó, người ta cũng bắt mình trả tiền deposit đó. Ở đây có vậy không? Có. Ở bên Canada mua một chai nước là deposit từ gần 10 cent. Cho nên nhiều khi cái kết nước rất là rẻ, chừng 2 đồng hết à, mà ra tính họ 4-5 đồng. Tại vì cái tiền recycle nằm trong đó. Bây giờ mình đem vớt thùng rác là mình phí tiền của mình, mà mình làm ô nhiễm môi trường. Còn nếu mình đem đi mình recycle trở lại, lấy lại cái tiền vốn hồi nãy mình đi invest, mà người ta chế tải lại, nó không có làm ô nhiễm môi trường, thế thì recycle là tốt chứ có gì đâu không tốt. Xin thưa đại chúng là bây giờ đó, nhiều khi mình có những cái hình Phật cũ, mình đâu có đem biết đem đi đâu. Ở Việt Nam á, chùa một là có cái tháp, cái tháp cũ á, rồi các chùa mới nhận tất cả những cái tượng Phật cũ mễ của Phật tử thờ ở nhà đem luôn cái tháp đó để. Có khi á, là ta xây một cái điện Phật ở dưới gầm tượng Phật là một cái hầm để chứa tượng Phật cũ. Bây giờ ở đây nó không có, thì người ta đôi lúc người ta phải chế tải lại. Nếu mà có hình thì mình đốt đi, thì cái tro bụi đó nó cũng trở thành ra phân bón, bởi vì hình Phật cũng từ cây giấy mà ra. Cho nên mình làm cái gì mà không từ cái tâm bất kính của mình thì cái đó không có lỗi.
Ví dụ mình phải đốt cái hình Phật đó, nhưng mà đâu phải từ cái tâm bất chính là mình muốn hủy Phật, vì cái hình này nó cũ đó, mình không tiếp tục thờ được nữa, mình có cái hình mới mình thay thì mình đốt cái hình đó đi, mà mình làm trong cái tâm cung kính của mình. Ở đây là chân nhang là bỏ, chứ đâu có ai để dành như ở Việt Nam mà để 23 đốt cái chân nhang đó để trình lên cho ở trển biết là năm nay mình cúng được nhiêu cây nhang đó, lâu lâu mình rút nhang là mình bỏ thôi. Cho nên cái việc làm nào của chúng ta nó cũng tùy một cái thời nhân duyên, nhớ không, xứ nhân duyên để nó thành tựu được các cái việc của chúng ta làm. Thôi thì hôm nay trong cái khuôn khổ giờ giấc có chừng mực thì Pháp Hòa về đây với đại chúng trong hai buổi sinh hoạt. Buổi sáng thì chúng ta nói chuyện một thời rồi về cái căn lành mà chúng ta cần phải tưới tẩm phát triển. Chiều hôm nay thì chúng ta nói về nhân duyên, nói về giải thoát niết bàn, để cho đại chúng thấy niết bàn giải thoát không phải là một cái gì xa, mà nó ngay trong cái quả của chúng ta tu hành, và nó tùy vào cái mức độ quán chiếu tu tập của tất cả chúng ta. Thì đó là những gì mà chúng ta sinh hoạt cho chiều hôm nay. Dạ, kính thưa đại chúng, là trước hết đại chúng con xin kính tri ân thượng tọa hóa chủ Trường Hạ Bảo Phước, cũng là vị trụ trì của chùa Bảo Phước ở đây, cùng tất cả chư hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni đã trợ duyên cho chúng ta trong một ngày hôm nay để chúng ta có sinh hoạt. Đồng thời xin cảm ơn toàn thể đại chúng đã dành một ngày về chùa để tu tập từ sáng đến giờ, mong rằng quý vị có được niềm vui an lạc trong khi mà ở đây sinh hoạt tu tập hay Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con là tịnh tâm xin tặng thầy những lời thơ dạy của con đã từ Pháp Hòa mặt sáng tựa trăng rằm, đôi mắt từ bi hướng xa xăm, nghĩ bao điều tốt thầy mong ước, gieo duyên đại chúng vẹn tình thâm, lời vàng tiếng ngọc thốt từ tâm, đem rải yêu thương để ươm mầm, Pháp Hòa tâm Phật từ bao kiếp, nay hóa thân này độ chúng sanh. Con kính chúc thầy thân tâm an lạc, trật vạn sự cát tường, để thầy đi hoàn pháp cho chúng con được tinh tiến trên con đường tu học. Cảm ơn bác, bài thơ rất là hay. Dạ thôi mắc cỡ lắm. Đây là bài thơ bác Phật tử viết tặng cho Pháp Hòa. Con kính tặng thầy những lời thơ dạy, khiêm cung lắm á. Pháp Hòa mặt sáng tựa trăng rằm, bữa nay đang vui rồi, đôi mắt từ bi hướng xa xăm, nghĩ bao điều tốt thầy mong ước, gieo duyên đại chúng vẹn tình thâm, lời vàng tiếng ngọc thốt từ tâm, đem rải yêu thương để ươm mầm, Pháp Hòa tâm Phật từ bao kiếp, nay hóa thân này độ chúng sanh. Cao thủ võ lâm. Dạ, thưa bác. Rồi, cảm ơn bác. Dạ. Rồi, bây giờ chắc chúng ta hồi hướng nha. Dạ. Thôi bây giờ mình họp ca nha. Rồi mời đại chúng trước hết hiệp thập, rồi mình cùng họp ca một bài. Nguyện đêm trong đứng này hướng
Phật.